Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Báo cáo với các đồng chí, bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc âm ly HLOV Comodian Pro 400. Chiếc âm ly này được nhà sản xuất trang bị cho 12 con sò than Echo huyền thoại M50195, tất cả còn nguyên bản, ngoại trừ thay chiếc đáp và công tắc. Chiếc âm ly này mình cung cấp với một mức thóc mà đã được phần mềm chuyển đổi sang tiền, đó là 1.580.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Và đã có một người thượng đế ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngài đã ưng bụng cái sản phẩm này và cương quyết bắt em nó về làm thê thiếp để hầu hạ mình. Ngài đã chuyển đủ thóc cho mình rồi, chỉ còn có một số thời gian nữa thôi là mình sẽ đóng vào thùng xốp để mình gửi cho ngài. Trân trọng cảm ơn ngài. Ngài ở địa chỉ đường số 45, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là chung cư Khang Gia nha. Chung cư Khang Gia, đường số 45, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc âm ly chất lượng cao này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Báo cáo với các đồng chí chiếc âm ly Comodian HLOV Pro 400 của Hùng Loa Việt Nam sản xuất. Mà cái thương hiệu HLOV này thì đã đạt 9 năm liền huy chương vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Thì theo mình, cái con âm ly này nó có một cái khiếm khuyết duy nhất, đó là không nghe thấy tiếng sôi, không nghe thấy tiếng sôi. Khi hết bài hát ấy, không nghe thấy tiếng sôi là điều thứ nhất. Điều thứ hai là hát karaoke chưa cần phải dội diều vẫn có thể đàn ca 6 nhịp, và khi hát thì không cần phải gửi mic này. Đấy, cái núm volume mic này mới để lên hướng 10 giờ đấy nhá, 10 giờ nó thế này rồi nhá. Đấy, đây là một mic nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Vâng, xin thưa với các đồng chí, ngày mai trong đám xuân xanh đấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, chỉ còn một ít sút sút thời gian nữa thôi là chiếc âm ly HLOV Pro 400 sẽ lên đường về với địa chỉ chung cư Khang Gia, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhạc music con. Ở đây là cái hai cái giả quạt này nó không lên này. Đây lên đấy này. Nhưng mà nó quắc này là quắc zin nên tôi kệ được nha. Chuyển tín hiệu nhá. Đây đang để cái khẩu tín hiệu này nhá. Bây giờ chuyển tín hiệu đầu vào nhá, chuyển tín hiệu vào đầu vào thì nó mới nói nhá. Đây, chuyển tín hiệu đầu vào sang bên cửa bên đây thì nó mới nói. Đấy. 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 Chuyển răng nào thì loài nói nhá. Đấy. Đấy. Thank you.
volume này để trang bị chiếc AB nhé. Những chiếc âm ly karaoke mà khi không hát karaoke nữa, một cái mạch này, hai cái mạch này, ba cái mạch, tức là ba cái mạch này và cái núm ngoài cùng này là lúc điều chỉnh âm lượng nhá, điều chỉnh cường độ tín hiệu vào ấy, nên là ta vặn về không để triệt tiêu cái nhiễu của cái hệ equalizer, hệ karaoke này nhá, thì không nghe thấy một tiếng gì luôn nhá. Chiếc đam này cũng chiếc đam bi. Đấy, âm ly mà trước khi tắt thì cứ vặn cái volume này về này, hai cái volume này về xong là mới tắt cái công tắc nguồn này này nhá. Đấy, thôi thế xin phép dừng clip ở đây cho nó đẹp. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.